Người ta nói rằng cuộc xâm lược của bóng tối là đáng sợ nhất. Đó là bởi vì bạn không nhìn thấy hang ổ, mặc dù cả hai đều đến từ cùng một đạo diễn. Nhưng độ lộng lẫy của nó không thua kém gì trước đây. Những con quái vật bên trong thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Ngay cả những người lính Mỹ được trang bị tận răng cũng có thể bị xử lý dễ dàng. Hãy cùng đội mũ bảo hiểm xem bộ phim nhé. Câu chuyện bắt đầu ở Afghanistan, một máy bay chiến đấu tìm kiếm quốc gia đang thực hiện nhiệm vụ. Bất ngờ bị quân địch Taliban tấn công, mặc dù phi công Jen đã phóng mồi nhử nhiệt kịp thời. Nhưng nó vẫn bị đâm vào đuôi, may mắn thay, trước khi máy bay rơi, cô ấy đã giúp mở chiếc dù, nhưng bãi đáp là lãnh thổ của kẻ thù. Vừa hạ cánh, Jen bị quân địch truy đuổi. Trên đường bỏ trốn, cô vô tình đến cửa một căn cứ dưới lòng đất, ai biết cánh cửa thép đã bị khóa. Cùng lúc đó, ô tô chạy theo, hai bên đã phát động một trận chiến khốc liệt ngay lập tức. Và quả pháo do quân địch bắn, nhưng vô tình mở ra cánh cửa thép của căn cứ ngầm. Đạn như mưa phùn, Jen không còn lựa chọn nào khác ngoài nhân cơ hội trốn vào trong. Tôi không ngờ rằng có một cái hố ngầm không đáy trước mặt tôi. Mặc dù hơi sợ, nhưng cho cuộc sống, Jen vẫn lấy hết can đảm leo xuống cầu thang, nhưng không biết rằng có nhiều nguy hiểm bên trong. Chẳng mấy chốc cô đã đến dưới cùng của căn cứ, mở một cánh cửa, thấy những bức tường phủ đầy mặt nạ phòng độc, còn có một xác ướp với cái chết vô cùng bi thảm. Hình như đây từng là phòng thí nghiệm. Vì tò mò, Jen lấy máy ghi âm trên bàn, sau đó chuẩn bị vào trong. Hóa ra quân địch cũng đuổi theo. Cô nhanh chóng đánh rơi chiếc que phát sáng trên tay và trốn sang một bên. Có thể đi theo kẻ thù để bật đèn trong tầng hầm. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sợ toát mồ hôi lạnh. Một cabin thí nghiệm gọn gàng, ngâm trong một con quái vật trông giống người nhưng không phải người. Ôi chúa ơi! Đột nhiên, Jen chọn phát động một cuộc tấn công lén lút vào lúc này. Cô giật vũ khí từ một trong số họ, có một cuộc trao đổi hỏa lực ác liệt khác với kẻ thù. Một bình thí nghiệm đã vô tình bị hỏng, thi thể bên trong lan ra, họ đang chiến đấu hết mình và họ không biết, một cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Trong hỗn loạn, Jen nhân cơ hội chui vào cống, thấy vậy quân địch nhanh chóng chia nhau ra chặn đánh. Tuy nhiên, người đàn ông ở lại sẽ không bao giờ nghĩ. Đối tượng thí nghiệm tiếp xúc với không khí đã hồi sinh. Jen vừa chui ra khỏi cống cũng nghe thấy tiếng hét, anh vội vã đi trên cùng một con đường, nhưng thật khó để leo lên đỉnh, không có thời gian để thở, một kẻ thù truy đuổi đã tóm lấy bắp chân của cô. Vũ khí trong tay cũng rơi xuống, cô chỉ biết liên tục dùng chân đá vào mặt đối phương. Tuy nhiên, kẻ thù sẽ không buông tay, không ngờ giây tiếp theo quái vật bất ngờ xuất hiện, xé toạc khuôn mặt của tay lính. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Jen sợ hãi vội vàng trốn khỏi căn cứ. May mắn thay, khe hở trên cửa quá nhỏ, vì vậy con quái vật hoàn toàn không thể chui ra ngoài. Thấy vậy, Jen lập tức bước tới và khóa chặt cửa bằng xích sắt. Tuy nhiên, quân địch đợi bên ngoài đã chĩa súng vào cô. Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của con quái vật, ngay lập tức chọn cách chạy trốn. Jen cũng nhân cơ hội rời khỏi hiện trường. Khi đang trên đường, cũng đã gặp một đội quân Mẽo. Cô vội tự nhận mình là một người lính, khi được xác nhận rằng Jen chính là phi công bị bắn hạ. Quân đội Hoa Kỳ đưa cô trở lại trại, trên đường đi còn bắt được tên lính địch đang bỏ trốn. Và lần đầu tiên Jen nhìn thấy đội trưởng, đã kể mọi thứ đã xảy ra ở căn cứ. Một mắt mặc dù tôi không tin điều đó, nhưng vẫn quyết giữ Achen. Anh lấy luôn máy ghi âm để tiện đường nghiên cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên. Sau đó, khi Jen đang điều trị vết thương, chợt nhớ ra rằng có một vài từ được viết trên cánh cửa thép của căn cứ. Nhưng cô ấy không biết nó có nghĩa là gì, vì vậy viết các từ trên máy tính xách tay. Tên tù binh bị bắt biết đó là tiếng Nga, nhận thức không phải để mở, và đảm bảo với mọi người rằng con quái vật mà Jen nói là có thật. Vào ban đêm, chợt mắt cũng học từ cấp trên. Á đù má, nhưng không ai biết, những con quái vật trong căn cứ đã bắt đầu di chuyển xung quanh. Và cánh cửa thép bị khóa bởi Jen dường như không thể ngăn cản họ trốn thoát. Những người lính đứng gác tại doanh trại, đột nhiên ngửi thấy mùi hôi, anh cho rằng đó là của đồng đội, nhưng mùi đang thổi từ một hướng khác, và một người lính khác cũng tìm thấy một vũng chất nhờn kinh tởm trên mặt đất. Tại thời điểm này, một bóng người chợt lóe lên từ phía trước. Thấy vậy, những người lính ngay lập tức cảnh giác, kẻ thù. Chúng đến rồi. Không bao giờ nghĩ những con quái vật này sẽ tấn công trại. Mọi người đều ở chế độ chiến, cháy hết mình với những con quái vật mặc, nhưng chúng quá nhanh, dưới bóng đêm đạn rất khó trúng. Một người lính thắp một cây pháo sáng, thấy rằng quái vật vẫn đang đến. Sau rất nhiều kháng cự, phòng thủ của trại cuối cùng đã bị phá vỡ, và những con quái vật đã xâm chiếm trại. Cuộc tàn sát cũng bắt đầu, vô số binh lính trở thành thức ăn của chúng. Những người lính còn lại chỉ có thể chiến đấu và rút lui. Trong khi ở phía bên kia, một con quái vật bất ngờ xông vào căn lều nơi Jen đang ở. Jen cố gắng chống cự, nhưng giây tiếp theo, hắn bị yêu quái đẩy lên giường. Những xúc tu kéo dài quấn quanh cổ cô, sau đó lè lưỡi ra khỏi mắt và chuẩn bị tiễn cô lên trời. May mắn thay, tù binh bị bắt ở bên đã giải thoát kịp thời. Cắt bỏ các xúc tu, cứu Jen khỏi miệng quái vật, có điều gì đó không ổn với kỹ năng dùng dao của tù nhân. Trực tiếp chém quái vật trọng thương, hai người nhân cơ hội chạy ra khỏi lều, gặp gỡ thành công với những người lính còn lại. Tất cả họ đang ngồi xổm trong một cái rãnh, cẩn thận với những con quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đội trưởng biết rằng nếu tình hình này tiếp tục, toàn bộ quân đội chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Vì vậy quyết định di chuyển đến ngôi mộ, để Jen và đồng đội của cô ấy đến kho vũ khí để ẩn náu. Anh dắt anh một người đi cứu đội trưởng chợp mắt, một mắt bị quái vật tấn công. May mắn thay, hai người họ đã đến kịp thời, ném flashbang vào lều.
một mắt chớp lấy cơ hội nhặt gậy, đập méo cái ảnh đại diện của con quái vật. Sau đó, ba người họ tham gia cùng những người khác một cách suôn sẻ cùng nhau bước vào kho vũ khí trước khi lũ quái vật bắt kịp. Họ dự định ở lại đây cho đến bình minh. Tuy nhiên, anh trai này nhận thấy rằng tù nhân Taliban khác biệt, nghĩ rằng anh ấy phải biết điều gì đó. Dưới sự đàn áp của anh, tù binh đã nói tất cả những gì anh ta biết. Hóa ra mấy chục năm trước, đã có những vụ quái vật ăn thịt người ở đây, và nguyên nhân hóa ra là một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Vì thiên thạch này, Liên Xô mới uýnh Afghanistan, nhưng sau mấy năm kháng chiến, Afghanistan lật ngược thế cờ thành công, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Người dân địa phương đột nhiên bắt đầu biến mất hết người này đến người khác. Khi được tìm thấy, đã biến thành một xác không thể nhận dạng. Lúc đầu họ nghĩ đó là một con thú, thế là hắn tổ chức cho dân làng đi săn bắt. Với việc Liên Xô rút khỏi Afghanistan, điều này cũng đã đi đến một kết thúc đột ngột. Một nhóm người thận trọng bước ra khỏi kho vũ khí, tất cả các thi thể biến mất không một dấu vết, nhưng sau khi tìm kiếm, họ vẫn tìm thấy xác quái vật mất tích. Ngoài vẻ ngoài xấu xí, thứ này trông rất giống con người, hơn nữa còn có cơ bụng 6 múi rất là mạnh mẽ. Ngay cả những viên đạn chỉ có thể xuyên qua da, nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da cứng có dấu hiệu tan chảy. Thảo nào họ không thích hành động vào ban ngày. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm của quái vật, người đàn ông đeo kính là bác sĩ quân y ngay lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi. Không có bất ngờ, theo cơ quan nội tạng, danh tính thực sự của họ thực sự là con người. Ngay khi mọi người đang bối rối, đội trưởng chợt nói ra sự thật, quân đội Hoa Kỳ đã biết điều gì đó và nói với anh ấy tất cả. Hóa ra khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hóa ra là tàu của người ngoài hành tinh. Quân đội phát hiện ra điều này, cũng tìm thấy nhà ở của người ngoài hành tinh bên trong. Để có được tất cả, vì vậy họ xâm chiếm nhà máy Afghanistan và con quái vật này trước mặt. Chính Liên Xô đã vượt qua thí nghiệm, kết hợp người bản địa với người ngoài hành tinh và thử nghiệm. Lúc này, Jane nói thêm, quái vật như thế này, có hàng trăm người trong số họ trong căn cứ ngầm, họ chắc chắn sẽ trở lại vào ban đêm. Cô gái da đen đề nghị xuất chạy nhanh chóng, nhưng có những thành trì của kẻ thù ở khắp mọi nơi. Phương pháp này nhanh chóng bị bác bỏ khi mọi người không biết làm gì. Sĩ quan chột mắt nói đầy ẩn ý, kẻ thù mạnh như thế này vẫn có thể chiến thắng cuộc chiến bất khả thi này. Tôi thề với bạn, khi những con quái vật tấn công, tôi sẽ thề sẽ bảo vệ nơi này, đổ thiết canh vì bạn. Hãy để những con quái vật này nếm thử chúng ta. Thật bất ngờ, vừa dứt câu, con quái sống bật dậy, Jane một lần nữa bị quấn quanh cổ bởi những xúc tu dày. Những người khác muốn cứu, nhưng con quái vật quá mạnh mẽ, may mắn thay, cuối cùng cô ấy đã tự thoát ra như vừa nói. Thấy người của mình gặp nguy hiểm, một mắt trực tiếp mở lựu đạn, khô máu với con quái vật, có vẻ như anh ấy không chỉ nói những lời mõm, và để đối mặt với những con quái vật sắp tới, họ muốn kêu gọi hỗ trợ, nhưng có gì đó không ổn với đài phát thanh, dù thế nào cũng khởi động không lên, tức là đánh phủ đầu yêu quái. Vì vậy, họ đang lên kế hoạch tấn công trước khi trời tối. Đi thẳng đến căn cứ và thổi bay hang ổ của quái vật. Cuộc chiến bắt đầu, quả bom cũng được cài đặt, nhưng ngay khi họ chuẩn bị rút khỏi căn cứ, quái vật bất ngờ xuất hiện kéo anh lính ra. Ai cũng tưởng anh đã chết trong miệng quái vật. Mọi người chuẩn bị cho nổ căn cứ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh lính, bảo họ tiếp tục ném bom theo kế hoạch, nhưng họ vẫn quyết định tiếp tục thực hiện cuộc giải cứu. Và để người đàn ông đeo kính ở lại trả lời, dùng hơi điều khiển lỗ song song của thang máy, sử dụng ô tô để điều khiển chuyển động của thang máy. Thật bất ngờ, một vài người vừa đến căn cứ dưới lòng đất. Người đàn ông đeo kính nhận được thông báo khẩn cấp từ trụ sở. Sau 20 phút, trụ sở chính sẽ thả một vài quả tên lửa để phá hủy hoàn toàn căn cứ. Anh ta vội vàng báo cáo sự việc với Jane và những người khác. Sau khi cả nhóm nhận được tin nhắn, họ không có ý rút lui, thay vào đó, họ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm anh lính. Sớm dưới sự lãnh đạo của Jane, họ đến căn phòng đầy vỏ thí nghiệm đó. Dọc theo đường ống nối với cabin thí nghiệm, Jane tìm thấy một thùng chứa khổng lồ ở cuối. Cô tò mò mở công tắc, cảnh tượng mà họ nhìn thấy khiến mọi người sững sờ. Một thứ ngâm bên trong là sinh vật khổng lồ từ con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Hình như có dấu hiệu của sự sống. Ngay khi mọi người ngạc nhiên vì điều này, anh lính hốt hoảng chạy tới, theo sau bởi một con quái vật, nhưng nó đã nhanh chóng được giải quyết bằng kẹo đồng. Hóa ra sau khi anh bị bắt bởi một con quái vật, nhưng không chết, vì vậy anh ta tìm thấy cơ hội của mình và trốn thoát. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chưa kết thúc ở đó, bởi vì ngày càng có nhiều quái vật lần lượt thoát ra khỏi cabin thí nghiệm. Rõ ràng lý do tại sao con quái vật không ăn thịt anh lính, chúng muốn bắt họ để nhân giống. Đồng thời người đàn ông đeo kính chờ bên ngoài cũng bị đối phương tấn công. Giao tranh ác liệt nổ ra trên và dưới mặt đất, đối đầu với lũ quái vật, Jane và đồng bọn nhanh chóng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và khóa cửa thép chắc chắn, nhưng họ không ngờ con quái vật sẽ mở cửa. Đồng đội biết rằng mọi người sẽ ngủ nếu cứ tiếp tục như vậy, vì vậy quyết định bám vào cổng thép một mình, câu giờ cho người khác tẩu thoát. Thấy rằng anh đã quyết định, ai cũng phải ra về trong nước mắt, nhưng họ vừa bước vào thang máy đã không thấy cô lính da đen đâu. Anh lính quyết định mạo hiểm để tìm và bảo họ đừng quay lại trong vòng 5 phút nữa, chỉ cần đi thang máy và rời đi. Lúc này cô gái da đen tụt lại phía sau, bị quái vật tấn công. Sau một cuộc đấu tranh khốc liệt, cô cuối cùng đã giải quyết một, nhưng lúc này đã có một con âm thầm đến sau cô. Khi anh tính đến, cô gái đã bị con quái vật ăn mất nửa khuôn mặt. Anh tức giận nhặt các dụng cụ trong nhà, xông lên và vật lộn với con quái vật. Con người đang canh giữ cánh cổng thép dường như không thể cầm cự được, vì vậy chỉ cần cho nó đi, nhặt một quả lựu đạn và lao về phía con quái vật. Bên này đã nghe thấy tiếng nổ, cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng trốn trong tủ bên. Bị ảnh hưởng bởi vụ nổ,
Thang máy cũng bị kẹt do dị vật, anh chàng đeo kính bên ngoài vừa hạ gục một kẻ thù. Nghe thấy tiếng rên kêu cứu qua hệ thống bộ đàm, vì vậy khởi động động cơ ngay bây giờ. Nhưng vì thang máy bị kẹt, nó không những không được kéo lên, thay vào đó vì sợi dây thép cứ siết chặt, từ từ kéo xe về phía ổ ga. Người đàn ông đã cố gắng chặn nó bằng cơ thể của mình. Nhưng đội quái vật càng ngày càng áp sát. Cùng lúc đó, A Chân và những người khác cũng đang bị quái vật tấn công, họ bị bao vây trong thang máy. Chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiến để chiến đấu hết mình. Nhưng ngay sau đó, một thành viên trong đội đã bị sát hại bởi một con quái vật. Và người tù binh cũng bị bắt bởi con quái vật. Lúc này chiếc xe trên đã đến cổng căn cứ, anh lính đeo kính không thể nào chống cự được nữa, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ phản kháng. Thấy xe phía trên là sắp đổ, tù nhân vấp phải móng vuốt của con quái vật, phát hiện ra một chiếc đồng hồ mỏng. Thật bất ngờ, con quái vật này hóa ra là cha của anh ấy. Khoảnh khắc chiếc xe đâm vào cổng, người tù vội bảo rên ra khỏi thang máy, chọn chết với con quái vật. Lúc này, anh lính cùng rên thoát khỏi kiếp nạn đoàn tụ thành công. Trước khi con quái vật đuổi kịp, cả hai nắm lấy dây thang máy và lao ra khỏi căn cứ. Và người đàn ông đeo kính bị địch bắt, sắp bị hóa kiếp chư xê tiếp. May mắn thay, hai người đã kịp thời đến, đối phó với kẻ thù và cứu anh ta. Nhưng chưa có thời gian để thở phào nhẹ nhõm, máy bay thực hiện nhiệm vụ đánh bom đã đến, thả một quả tên lửa. Thấy vậy cả ba vội vã lên xe, vào giây phút cuối cùng của vụ nổ tên lửa, họ cũng rời khỏi căn cứ. Nhìn lại lần nữa, căn cứ đã biến thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Và phim kết thúc tại đây.